Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 11 nói về địa thần hộ pháp. Khi bấy giờ ông Kinh Lao Địa Thần bạch Đức Phật rằng: Bạch Địa Thế Tôn, từ xưa tới nay con đã đỉnh lễ chiêm ngưỡng vô lượng bậc đại Bồ Tát đều có trí tuệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn. Nhưng ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các hàng vị Bồ Tát khác đặc biệt là như ngài Địa Tạng Bồ Tát so với các hàng vị Bồ Tát khác thì bản thân nguyện là rất sâu rộng. Bạch Địa Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên lớn với cõi dân phủ như ngài Văn Thù Phổ Hiền có năm anh ngài Di Lặc cúng hóa hiện ra trăm nghìn thân hình để hóa độ chúng sinh khắp trong sông cả. Những chỗ thệ nguyện của các vị ấy khả dĩ làm xong, thế mà thệ nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sinh khắp trong sông đường kể đến nhiều số kiếp như các vạn ức sông Hằng. Bạch Địa Thế Tôn, con xem chúng sinh đời này đời sau nên lựa chọn lấy chỗ đất sạch sẽ ở về phía nam khu đất mình ở, rồi dùng các đất đá che gỗ làm thất thờ cũng hoặc ở trong tô vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng vàng bạc hay là bằng sắt bằng vàng bạc đồng hay là bằng sắt mà các hương lễ tam tháng cũng giảm thì người ấy được 10 điều lợi ích ngay nơi mình ở. Những gì là 10? Một là đất cát màu mỡ tốt lành, hai là nhà cửa mình yên mãi mãi, ba là kẻ mất được sinh cõi trời, bốn là người còn thêm hưởng tuổi thọ, năm là cầu những gì cũng được như ý, sáu là không còn mắc những tai nạn nước lửa, bảy là trừ sạch các việc hao tổn, tám là rất hẳn những cơn ác mộng, chính là ra vào có thần hộ vệ, 10 là được gặp bậc thánh nhân. Bạch Địa Thế Tôn, con xem chúng sinh đời này đời sau cứ làm theo đúng cách thức như thế mà cũng rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát ở nơi phần đất của mình cư trú thì được mọi sự lợi ích như vậy. Vị địa thần lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Địa Thế Tôn, về đời này hay về đời sau có người thiện nam hay thiện nữ nào mà chuyên cúng dường và tụng kinh này thì con thường lấy ủng hộ ở nơi phần đất của mình cư trú thì con thường lấy sức thần ủng hộ người đó khỏi mắc những tai họa nước lửa sặc cướp nạn lớn nạn nhỏ tất cả đều tiêu diệt cả. Đức Phật bảo ông Thế Lao Địa Thần, sức thần của ông các thần có sánh thì cớ gì thế? Vì đất đai cõi nam dương phủ đề đều là nhờ ông giữ gìn, kể từ có cách cát đá như rừng che lau thóc gạo châu báu, tất cả những thứ từ đất sinh ra cũng đều nhờ sức của ông giúp đỡ. Nay ông lại còn tuyên dương những việc lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì phần công đức của ông gấp bội trong nghìn lần trước. Này ông Địa Thần, về đời sau này nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào chuyên tụng cúng dường tụng kinh này cúng dường Bồ Tát thì ông nên và làm lấy một việc mà kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy thì ông nên dùng sức thần thông mà ủng hộ người đó khỏi những tai họa, chẳng những mình tai họa khỏi mắc những tai họa hơn nữa, để cho họ chịu sự ấy chẳng những mình ông ủng hộ người đó mà còn có cả phạm vương đấy thích cùng dòng quyến thuộc và các chư thiên dòng họ chư thiên ủng hộ người ấy. Tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều vì do những người này chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và chuyên tụng kinh bản nguyện này tự nhiên xa lìa được nơi biển khổ chúng nguyên niết bàn, bởi vậy nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.